tên là Đỗ Thị Ngọc Lan, năm nay tôi 24 tuổi. Hiện tại là tôi đang công tác tại phòng chăm sóc khách hàng của một công ty xe máy tại Tây Ninh. Tôi có quen một người chị ở gần nhà của bà Năm Ri. Vô tình nghe chị ấy kể về trường hợp của bà Năm, thì tôi và người chị ấy cùng nhau thỉnh thoảng ghé thăm bà. Công việc hiện tại của bà Năm bây giờ là bán vé số và nuôi một người con trai thứ ba, hiện tại đang bị tâm thần. Tôi Trần Thị Ri, sinh năm 1945, hiện ngủ ở ấp số 2, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành. Chú bán vé số, tôi nuôi Trương Công Định, năm nay nó 37 tuổi, nó thần kinh. Nó ngủ chứ ít ngày, nó đêm nó phát giật, giật hét lên cũng như nó la, nó gầm vậy, cái tôi hết hồn. Có nhiều khi nó muốn quánh tôi, vì thần kinh nó đâu có biết tôi mẹ nó. Bà giờ chứ mỗi ngày bà bán vé số, sống qua ngày vậy à. Chứ hả bà đau bà bệnh ngày đó, họ có mua gạo mua đồ ăn, họ bà bệnh nằm bệnh viện té vậy nè. Giờ bà có cứu nợ là cũng hơn 2 triệu. Mà ông trả đi uống thuốc chứ đi xe ôm không á. Nhiều khi cứ còn thiếu 300, cái bà mượn người khác bà trả, nên cho họ cho mượn lại cái xe trả qua trả lại, bà thiếu nợ hoài. Chứ bà không có dư được 50 ngàn trong túi nữa. Làm vô hoài à. À, cảm thấy thì cũng thương nó lắm, tội nghiệp nó. Mình đi vô thăm cho tiền bà hoài, bà bệnh cái cũng vô thăm bà, đi mua bánh mua này kia vô cho nhỏ nó ăn. Chiều chắc nó đi làm về, chiều nó mới vô ở cho tốt tốt, tối khuya nó mới về. Tội nghiệp đi con mình, có bữa bà hối nó về cho để khuya sợ mưa đó. Mong muốn hiện tại của bạn Năm đó là trả được số nợ và có một số tiền nhỏ để có thể lo tiền thuốc thang hàng ngày cho bà và cho người con trai của bà. Tôi sẽ hát để thực hiện mong muốn của bà Năm. Của Ngọc Lan. Xin chào em. Em chào chị. Em có hồi hộp không? Dạ có chị. Đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu lớn hay là lớn. Em rất hay mà. Hôm nay bà Năm cũng có đến đây để cổ vũ cho em nữa. Dạ. Bà Năm nhìn nhỏ xíu mà nhìn bà rất là tươi. Chị hỏi thăm bà một chút nha. Dạ vâng ạ. Con chào bà. Chào rồi cháu ạ. Cảm xúc của bà ngày hôm nay nghe em hát như thế nào ạ? Nghe cháu Ngọc Lan hát bà cũng mừng, với dòm thấy quay phim bà với con bà thương lắm.
có một mình bà, con thằng con hồi nãy lên đó đó, mà nuôi nó giờ bà khổ quá. Chúc Ngọc Lan nhớ rồi kiếm bà đừng dẫn về cho đây, bà không biết đừng về nữa rồi chứ. Chúc ra lạc đây không biết đường ra, không biết đường đi đâu hết. Bà khổ lắm, có mẹ con sống từ nào giờ vậy á. Dắt nó đi trị bệnh riết mà tiền xe ôm với thuốc không, thiếu nợ giờ 12 triệu á. Trả lời người ta không nổi. Bà bán cái số bà nuôi Trương Công Định nó nay được 37 tuổi á. Ba chết hậu 5 tuổi rồi nuôi đi. Dạ rồi con, tụi con hiểu rồi, tụi con hiểu rồi, tụi con sẽ cố gắng để hỗ trợ cho bà với anh Định nha. Dạ dạ, bây giờ bà cổ vũ em Ngọc Lan nha. À rồi, bởi vậy chứ nhìn sợ nó về quên cái vỏ túi về. Bởi vậy tôi muốn về. Thôi giờ lỡ lên đây rồi ở đây luôn chịu không? Bỏ Trương Công Định nhà ngày mai là anh đói. Ở nhà cho bớt cơm cho nó ăn chứ nó không biết bớt nữa. Rồi con cảm ơn bà nha. Tôi cũng cảm ơn đó dạ. Bà con thương bà quá nhưng mà thật sự cũng mắc cười quá. Hiểu mà, 37 tuổi rồi. Trời ơi, thấy thương quá à. Bây giờ có ai đeo cái micro cho bà chứ, bà nói tới mai chương trình chưa hết. Cưng quá à. Bà nãy giờ bà tâm sự con thương dễ sợ thương. Thôi cái này là con sẽ tặng ngay, không nói nhiều, 5 triệu tiền tình cảm. Gửi liền. Dạ 5 triệu cho Trương Công Định. Bây giờ con gửi liền 5 triệu được chưa? Là tặng Trương Công Định để Trương Công Định ăn cơm. Rồi, cảm ơn. Được không? Được. Được ha, cái gì? Nó được không? Được không? Rồi, cảm ơn mà được ai. Được. Đầu tiên là đã có 5 triệu từ Trấn Thành rồi. Bây giờ bà Lan bà gãy đi là được 7 triệu, ít nhất bèo lắm được 7 triệu. Cộng lại là ra 12 rồi đó. Trách nhiệm của em đó. Bà làm sao dừng ở giọng này được? Giọng hay, giọng tình cảm, chỉ có cái là hơi em run quá bé à. Bé phải thoải mái. Hiện nay là hát hơi nhát miệng, không có dám hát lớn, thành thử ra là cái bài nó nghe nó rụt rè lắm nha. Cố gắng lên, anh hy vọng em sẽ đi được nhiều vòng để giúp cho Trương Công Định 37 tuổi đó anh. Cảm ơn em Ngọc Lan.